Mệt mà khó khó hả? Ờ khó tính chỗ khó mới ra. Trời thầy đây tổ chức là dữ dằn, đây thiền tôn Phật Quang nha quý vị, đường dốc nguy hiểm. Đang ở đó để đồ, cái đường này đường đi cũ nè, hồi đó nè, còn giờ thầy làm đường mới nè. Chắc lấy đi bộ xuống cao lắm, hồi trước anh đi một lần mệt luôn á, múc dưới thung lũng á, nhưng mà giờ thầy làm đường này thì quá ngon rồi, thấy không? À, đây chợ thầy dưới nó chặt người ta, thầy không cho đó. Mở cái đường lớn thật lớn, thấy cái đường này là biết là hồi là lên là mệt xỉu luôn rồi nè, cái dốc nè đó. Trời ơi sống thâm thẩm luôn kìa. Thì cái đường là hôm trước là đi cầu thang còn cực hơn nữa, cầu thang đó bên bệnh đó, bên hông đó nó có cái cầu thang đó. Sao cầu thang đi xuống nó khỏe không? Gì? Trời mày mệt thêm nữa, mày đi vậy đi còn mệt, đi xuống cầu thang nó sâu múc dưới. Chỗ thì sẹt nè. Họ đi lên chắc nửa buổi luôn quá. Chỗ này vô hái măng là chưa có hái. Hai thằng đây. Đây. À. Vì sơn thần lại sơn thần cái đi đó. Ủa đây có cái đường nè. Nè suối nè. Đã đường nó qua đường cũ á mày. Rồi chị xin đó. Bữa mấy ngàn người ha. 5-6 ngàn người. Đông quá, đi giờ mình đi về nó khỏe nè. Trước đi đông quá mệt lắm. Nè đây nè, đây là quý thầy động ngăn lại nè, thấy không? Một kiếp nhân sinh giữa cõi trời, sinh lão bệnh tử lắm sầu bi, quyền cao phú quý như gió thoảng, hạnh phúc niềm đau cũng lắm khi. Hôm nay còn đó ngày mai mất, thì thân xác kia có nghĩa gì? Vô thường không hẹn chờ ai trước, khi dứt nghiệp trần phải ra đi. Cẩm trong muôn sự ở đời, trăm năm rồi cũng xa rời thế gian. Sắc kia dù đẹp cũng tàn, giàu sang rồi cũng như làng khỏi xương. Duyên tình sợ nhớ sợ thương, sướng vui rồi cũng đoạn trường chia ly. Âu sầu than khóc mà chi, được rồi lại mất chẳng gì vấn vương. An nhiên một kiếp vô thường, mỉm cười ta sống con đường vô ưu. Đi lên á. Ông giả là thu mua.
đây nè, đại thế chí nè, đúng luôn là ngày. Thiền tôn Phật Quang nè, đây là ta đãi cho nước phê nè. Cơm buffet, nước uống, anh lấy nước luôn, lấy nước chanh muối nè, vừa cơm nè, ngon ghê không, hấp dẫn ghê. Canh sao mình ăn cơm tự mình chọn hả? Chọn, tự chọn, lấy dĩa. Ăn cơm mình lấy dĩa. Lấy dĩa tự múc, tự múc luôn. Ăn nhiêu múc nhiêu. Đây. Giờ ra hành trình. Leo lên. Dốc cỡ dày nè. Mệt luôn rồi. Đường đường rồi luôn. Xa thăm thẳm chiều châu luôn. Rồi.